Báo cáo các bác là lô đồng hồ cây của em về thì có những em chưa kịp quay thì anh em đã chốt rồi. Đây thì hai em này thì em quay để lúc nữa là sẽ đóng gói gửi vào trong Sài Gòn cho một bác khách nhé. Hai em luôn, bác lấy hai chiếc. Lô này thì em không không gọi là khen đâu, nhưng thực sự lô này thì chiếc nào cũng đẹp, kể cả những cái chiếc như như hai chiếc này thì em bán cho bác là hơn 30 triệu, hơn 60 triệu đôi này. Đấy, còn những cái chiếc bốn mấy 50 triệu, gần 50 triệu, 45, 47 triệu kia thì đều đẹp hết, kể cả những cái chiếc thiết kế nó cũng phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn. Và lô này vận chuyển về đóng gói nó kỹ cho nên là chuyển về đến Hà Nội mình thì nó phải nói là rất là đẹp góc cạnh, đẹp xuất sắc luôn nha anh em nhé. Em quay này để bác trong Sài Gòn bác cũng ngắm nghía luôn. Còn đương nhiên là trước khi chốt cũng đã quay rồi, gửi ảnh rất các thứ rất là kỹ rồi, nhưng mà thôi cứ làm thêm cái clip như này để ngoài bác chốt thì còn những anh em khác cũng có thêm những cái hình ảnh để mình cùng ngắm. Chiếc này đẹp, anh em nhìn kể cả phần tạ cũng cũng được khắc hoa văn rất là đẹp, lắc cũng vậy nhá, rất là vip. Đây, phần giữa là người ta làm kiểu dạng như là lỗ cơ có kim dây. Rất là đẹp. Rồi đến chiếc này. Chiếc này thì vuông, còn chiếc này thì bom bê. Đấy, bác chọn hai cái gọi là dáng, gọi là điển hình. Đấy, màu em này thì nó tươi hơn, màu em này thì sẫm hơn. Đấy, và đều đẹp, và đều rất rất là đẹp. Hai em này thì đều có những cái rất là hiếm ở những cái chiếc đồng hồ ngoài 30 triệu, đó là phần tạ và phần lắc đều đều chuyện chạm trổ hoa văn cực kỳ quý quý tộc. Đấy, rất là đẹp luôn. Đều là máy 12 gông 12 búa nhá anh em nhá. Rất là đẹp luôn, kể cả hậu luôn nhá. Đó. Đây là một bên hồi nắp tháo ra để quay cho các bác. Thì vận chuyển em sẽ đóng gói kỹ, tháo tạ lắc ra, quần đóng hộp. Tôi này phải chuyển máy bay. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Em sẽ lên sóng cho các bác những em super VIP này. Đấy, những em này.